Trái này có bao nhiêu ký ta? Cái chuối này cỡ 15 ký. Ở đây mà đã là bí loại rồi kìa, trái bên nó bí kìa. Bí loại. Tiếc quá đợt này đến. Quả này là quả loại thôi. Ôi quả này mới nặng. Chú trung bình mỗi quả lớn nhất ở đây là bao nhiêu ký chú nhỉ? 70-80 ký. À, theo khoảng tầm tháng. Tiếc quá, lại tới nữa. Lại hẹn gì khác thôi. Cũng một năm mà chú trồng mấy vụ chứ? Trồng một năm. Cái này đẹp quá. Bây giờ trồng cho Tết. Tết trong trồng lại cho hè. Ở trong một trung bình khoảng bao lâu thì mình thu hoạch một một vụ chú nhỉ? 6 tháng ạ. Mình trồng cuối đầu. À. Và Đà Lạt chú là người đầu tiên trồng giống này đúng không? Đúng rồi. Đã gặp thất bại lần nào chưa chú? Cái đợt đầu chú trồng ấy. Trồng bao nhiêu? Ồ thì em mát tay á, chú mát tay à. Trồng khoảng 6 7 năm rồi. Trồng là bán. Thiếu gì người ta. Giờ người ta hỏi mua mà không có. Mình cũng được cung cấp đó. Ui, khiên gì nổi. À qua. Quả này cháu đoán 30 ký không ạ? 10 ký. Dạ. 10 ký. Bỏ lên cân kìa. Quá đáng. Bỏ lên cân kìa. À cân này. Bỏ lên cân. Đáng đi hay con? Đáng đi bao nhiêu? Nhiêu? Trong khoảng 15 ký. Rồi bỏ lên. Đang ly này. 15 hả? Ý ạ, nặng quá. Đây em hoàn chuyện gớt bí của chú nha. Ồ nó hay đi chú à. 15 ký luôn chú. 15 ký chú à. Ồ hay đấy. Ôi rồi, phát đi. Phượng hay. Cho Phượng 1 điểm. Đoán 15 ký từ nãy rồi. Vừa nãy đoán 30 mà. 30 nhiều quá. Phượng khiêng trái này không? Không khiêng nó đâu. Cái tinh 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 tinh. Rồi, cái này cu te quá. Hoa. Mình lại tiếc quá, dịp này không lên được rồi mọi người. Lại lỡ chuyến bao nhiêu lần với trái bí khổng lồ rồi. Dịp khác thôi.